Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Jippo Hải Nguyễn. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2023, bước qua đầu năm mới. Thì em cũng xin chúc cho tất cả anh em và gia đình một năm mới thật nhiều may mắn và hạnh phúc. Công việc thì luôn luôn gặp nhiều suôn sẻ. Thì hôm nay em vừa làm xong một lô Zippo đời số cỏ để muốn chia sẻ tới những anh em cũng đam mê, nhưng mà nói chung là kinh tế cũng không dư dả gì nhiều, nhưng mà chung một cái niềm đam mê là gọi là thích Zippo. Hôm nay em lên em chia sẻ giá em cần đối giá tốt nhất cho anh em có thể, để cho anh em có thể chọn một cái Zippo ưng ý giá rẻ để anh em chơi dịp Tết này. Thì em nói trước với anh em là cái giá này thì em không free ship cho anh em được nha, mặc dù là anh em chuyển khoản đủ thì em cũng vẫn không free ship ha. Nếu mà anh em cân đối giá thêm thì thêm 20k thì em sẽ free ship nha, còn không thì anh em cứ nhận hàng rồi anh em trả phí ship cho shipper thôi. Còn anh em muốn có thì vẫn là cọc giùm em 100k, hoặc là anh em ở Sài Gòn thì có thể tới trực tiếp tại Bình Tân để giao dịch trực tiếp luôn ha. Địa chỉ của em có trên Google và Google Maps, anh em chỉ cần gọi Zippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em nha. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn để khỏi làm mất thời gian của anh em. Em lên một con phay xước, nó phay xước hai mặt ha, nó có xước xét. Con này sản xuất 206. Con này có dầm nhẹ thôi anh em, nhưng mà nó có xước hai mặt thôi. Rồi nó xước hai mặt. Năm con này ổn à. To bạn. Chưa đúc ruột cho anh em coi. Ruột chục năm. Mã số 206. Mã số 1. Ồ, karaoke sùm. Và những con nào mà sửa chữa thay thế hay là nó có khác biệt gì thì em sẽ báo với anh em trên video để anh em nắm rõ ha, và cân đối theo cái ấy để mình chơi. Em lên con số 2. Con này sản xuất 214. Con này cũng có dầm nhẹ. Sao nó có hồi phơ phai lớp rơm xíu. Con này âm ok á. Dạ, hàng bên em là bao chính hãng 100% nha anh em. Anh em phát hiện hàng phay em đền gấp 10 lần giá trị sản phẩm. Và những sản phẩm giá rẻ như vậy em vẫn bảo hành như là sản phẩm cao cấp hoặc là dạng sưu tầm nha anh em. Nên em cứ yên tâm mà sử dụng ha. Nhưng mà trong thời gian sử dụng mà nó có trục trặc về kỹ thuật gì đó thì cứ nhắn Zalo báo với em để em hỗ trợ cho. Còn không thì anh em không xử lý được thì cứ gửi về cho em. Rồi em lên con 203.
Con này nó có té đây ha, một dấu cấn nhỏ. Con này ít xước xác và lớp rơm nữa, còn khá là đẹp. Trùng năm nha anh em, 203 ha. Và tình trạng con này là nó bị rớt lề trên, em đã hàn lại bằng chì. Bao anh em sử dụng ha? Con này là hàn lề trên nó bị rớt, em đã hàn lại nha, lề zin nha, lề zin của nó luôn, nó bị rớt lề và em đã hàn chì lại. Anh em cứ xài thích thì chốt về xài, em bao sử dụng cho anh em, nếu có trục trặc gì thì cứ báo với em. Lên một con Midnight 206 luôn. Con này cũng có cấn, cấn té. Mọi thuốc thì bao vô tư. Để dành mọi thuốc rồi chơi. Tết thì cuộc trùng năm. Mã số 4. Anh em nhận hàng, anh em chuyển khoản đủ nhận hàng, trả phí ship giùm em ha. Lên hai con satin 214. Hoa văn này nó khắc zin hãng nha anh em. Có té nhẹ không? Nó dầm nhẹ nha. Trùng 5 tháng ha anh em. Năm con này cũng to vàng ha. Mã số 5. Lên con phai xước đít lòi dòng xuất thị trường Nhật 2010. Con này nó cũng có dâm dâm em dâm nhẹ. Nó có dâm dâm nhẹ mà lớp rơm nó còn khá đẹp. Năm con này cũng to vàng á. Trùng năm nha anh em. Trong lô này thì em sẽ tặng kèm cho anh em một cái combo đá bất của Tàu nó sản xuất. Nhưng mà cái đá đó nó cũng mềm, xài nó cũng chống cháy rồi được nha anh em. Em test rồi em mới mua về để tặng kèm cho anh em nào cần. 10.
số 6. Để em gửi kèm cho anh em để lúc cần thì mình có để mình thay đá vô xài. Lên một con Sapphire emblem mà cá heo zin hãng, sản xuất 2003, xuất thị trường Nhật luôn ha. Nó cũng có hơi phôi phai cái lớp Sapphire tí xíu. Nó phôi phai lớp Sapphire thôi chứ. Để mòn thuốc cũng được, ok. Sản xuất 2003 thì cái chất lượng của nó như là những thằng La Mã, 2003 trở về tới 2001 á. Cái gì vậy? Rồi kim lộn chỗ nào rồi? Có con nào 12 không? Rồi kim lộn vô cái con nào rồi? 13. Rồi con này cho qua đi. Kiếm cái em kiếm cái nếu mà anh em chốt thì để em kiếm cái ruột 03 bỏ vô. Vệ sinh canh chỉnh xong rồi riết mù mắt luôn. Con này 300 luôn nha. 2003. Ok thì em đổi ruột trùng cho. Mã số 7. Rồi, một con lắc cây bạc xuất thị trường Nhật luôn, sản xuất 2002, lớp bạc nó hơi phôi phai ha anh em. Cái này là giờ về mà đánh cho nó bay ra lớp niken cũng đẹp. Con này thì không cấn mớp. Lên một con HP ốp nhựa, sản xuất 2002 luôn. Mấy con này thì chất lượng nó như La Mã nha anh em. Con này có điểm cấn ở đây ha. Ốp nhựa thì nó không có âm đâu nha anh em. Anh em xài thời gian á, chán cái lớp nhựa này mình có thể bóc nó ra để thành HP hết ha. Thì hai mặt nó sẽ rất là đẹp. Con này ruột trùng 5 tháng nha. Hai không không hai, mã số 10.
lên một con HP cắt ăn mòn chủ đề C4 riêng hãng, sản xuất 202 luôn. Và nó có xước lớp rơm nè anh em, nó có xước như vậy nè anh. Nó có dầm kim. Góc cạnh con này thì đẹp nha. Mặt sau cũng có xước sơ nha. Thăm con này thì chuông chùa. Thăm con này thì hay quá. Ruột trùng năm. Rồi em lên một con 213. Con này là em xả bỏ cái lớp mạ sơn bóng của nó ra, thành ra cái lớp nó có còn lớp cái lớp HB, nó rất là đẹp luôn, nó như là một cái con mới luôn á. Tại vì cái lớp mạ nó bên trong, nó trong nắp á, nó mạ còn xả nó không hết á, thành ra cái âm nó làm nó không quá to. Ruột trùng 5 tháng luôn ha. Ruột trùng 5 tháng luôn. Con này thì nó âm nó nhỏ, bởi vì nó làm nó còn cái lớp mạ bên trong nó xả không kỹ á, nó còn ở bên trong á, làm giảm âm lại. Con này thì đẹp như mới luôn, không có tì vết luôn. Vỏ ruột đẹp. Một con 201 xuất thị trường Nhật, mạ bạc, lớp bạc còn đẹp ha. Và con này nó đẹp không cấn mớp, mà có anh em, 1 điểm, 2 điểm, có 3 điểm luôn, 3 điểm. Lớp mạ của nó thì còn đẹp. Nó trào sầm sầm. Ruột trùng 5 tháng luôn nha anh em. Năm con này cũng ok. Rồi 2001 mã số 13 3 7. Rồi em có con này nè, em để mồi thuốc. Con này là sơn mài, và chủ đề quả tiết là rồng, nó có chốc sơn vài điểm đây, 1 điểm 2 điểm, và ngay chỗ cái mép nắp. Con này sơn mài nha anh em, và trên đây nó có điểm một điểm cấn ở đây nè ha. Ở đây cũng có cấn miếng nha, là 2 điểm cấn. Tại vì em đang xài, em gắn cái ruột khác chứ em xài. Ruột của nó là đi cái ruột vàng, đi cái ruột vàng 206 này nè. Anh em có thích cái con này thì chốt chơi. Còn không chốt thì em để mọi thuốc. Nhìn nó cũng đẹp đẹp, nó bị chốc những cái vài điểm xíu này, và cấn một điểm trên đây, ở đây. Nó
anh em có thể về mà lấy sơn á, sơn đen dặm dặm lên cho nó cái màu nó đẹp lại, nhìn nó cũng hay. Anh em chốt thì em để cái con này với lại cái ruột vàng 450 nha. Con này sản xuất 206 rồi, ruột vàng 206 nha, đi theo nó. Tại em lấy ra em rút cái ruột cái zip ra em xài, em bỏ vô em xài. Chốt thì em tính con này 450. Nó là ruột vàng 206 trùng năm. Rồi, em xin kết thúc video đây nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Thì anh em ân cái mẫu nào để chốt về chơi dịp Tết này, chụp màn hình gửi qua Zalo giúp em. Rồi, em xin kết thúc ở đây ha. Xin chào tất cả anh em.